nó tiếng Việt dùng khán giả ở đây khách Việt Nam không? Sài Gòn, Việt Nam. Rồi, cô tới đây để làm cái gì? Đi chơi du lịch Đầm Sen. Rồi, dự kiến của con ngày hôm nay là cô đi đến những vị trí nào? Đi Đầm Sen cạn và Đầm Sen nước. Rồi, yay, cô chơi. Cô chơi tới bán không? Giờ để mua vé hả? Mua vé mua vé tham quan thôi. Đầm Sen Việt Nam, she had no idea where she going. And right now đi tham quan thủy công. Thủy công rồi vô ha. Xin mời vô. Thank you.
có một cá mập ở đây nè. Con cá này cá cá mũi vàng. Con cá này là cá cá phương. Khủng long hay nhiều quá của ngành ơi. Tính thôi các loại khủng long. Bây giờ mình đang này quay bán vé nè.
Perché mi fa vibrare forte l'anima.
Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo so, è vero, non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà, ci fosse un'altra vita la vivo. Cái hành kiếm không nhận nữa, lúc rồi hoàn trang nhỉ. Yes,
Dạ đây trái gì? Chưa xong cái này mới một cái rồi bà nó xuống lấy cái gì dép kìa. Ừ thì lấy rồi ghê vậy thì người ta muốn an toàn nhưng mà cho mấy cái tàu này cũng vô nè đó cho một ghế hả à, một người đó
như là không muốn nữa, nhưng mà mỗi lần xuống họ dùng mấy đơn mất đó do tập nó rồi chán nó. Từ cái này nó không làm hết, dùng nó yếu như luôn. Lâm gấp ủy nào không? Chỉ vậy hử hả? Không có làm ta đu dây.